của phủ đoàn Vầng Trăng. Và để liên tục chương trình, kính mời tất cả quý vị thưởng thức tiếp bài tân cổ Nửa Đêm Ngoài Phố, nhạc Trúc Phương, là vọng cổ Thái Châu. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón hai nghệ sĩ Châu Đêm và tài danh sân khấu cải lương Việt Nam. Thưa quý vị, nghệ sĩ Thanh Tuấn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tâm tình phố khuya.